Vâng, em chào cô bác và anh chị nhé. Hôm nay em xin giới thiệu đến cô bác và anh chị lô đất thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mặt tiền đường nhựa liên thông. Đất của mình thì nó nằm bên này, thế dương nha. Rất là đẹp luôn, vuông vắn. Thì nó sẽ là từ cái cọc bê tông này chạy sâu vào là 37m. Và chạy qua kia là được 14m. Mặt tiền đường nhựa này nhá. Đó, khu vực là xung quanh là dân cư là đông đúc nha. Và cái hướng này nó là cái hướng Tây Bắc nha các bác. À, nó trích Bắc nhiều hơn nha. Và cái view của mình thì rất là thoáng luôn, rất là đẹp nhá. View xa này, rất là đẹp luôn. Và cái đường điện dọc nước dọc đường của mình đây. Đường điện chiếu sáng này. Đó, dọc đường đây. Điện đường chiếu sáng là đầy đủ hết nha. Hai đèn luôn. Mỗi một cây cột điện là có hai bóng đèn chiếu sáng. Thì từng dây điện wifi mạng rồi đường điện nhà nước thì chạy dọc đường đây, đầy đủ luôn. Cái đám đất của mình là toàn bộ người ta đang trồng bắp này. Và thế dương cao hơn đường rất là đẹp nha. Đó, ngang 14m và chạy sâu là 37m. Đất vuông vắn luôn. Đấy, thì nó cái nhà bên kia nó bằng với cái đất bên này luôn nha các bác. Lô đất này thì người ta đang bán với cái giá là 1 tỷ mốt nha. 1 tỷ mốt cho lô 14m nha. Chạy sâu là 37m. Đó, từ cái cây cọc bê tông đây. Đúng bằng với cái nhà bên kia luôn các bác. Đó, đúng bằng luôn. Đây, từ cái cột đây. Thì đúng với cái bằng về cái đám nhà bên kia. Đó. Đất của mình toàn là trồng bắp thôi. Đây mình đứng trên này thì view rất là cao thoáng luôn nha. Thì khu vực xã Tân Thanh này thì cái mật độ cao của nó là khoảng 1000m so với mức nước biển nha các bác. Cao hơn Đức Trọng, cao hơn Lâm Hà luôn, cao hơn huyện Lâm Hà các bác. Đất mình thì thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhá. View cao, thoáng và mát. Đường điện chạy dọc đường. Thì cái lô đất này thì các bác mua về thì mình khoan giếng sử dụng riêng nhá. Và lô đất này thì người ta đang làm sổ qua dịch vụ, nên là cũng sắp có sổ rồi các bác. Đó. Thì các bác muốn mua lô này thì mình cọc trước đâu đó một ít, xong rồi khi có sổ thì mình sẽ công chứng luôn và trồng đủ tiền nha. Đó, đất là mặt tiền đường nhựa. Từ đây mà chạy ra tới trung tâm trường chợ ngoài này á thì nó nằm vào khoảng hơn một cây số thôi. Còn ra tới trung tâm trường cấp 1, cấp 2 hàng quán ngoài này á, rất là đông dân cư ngoài này luôn, thì nó nằm tầm khoảng có 500m thôi các bác. Còn chợ chính thì đi ra cái hướng này nha. Đó. Còn trường cấp 1, cấp 2 hàng quán ngoài này cũng rất là đông này. Đó, từng cụm ấy các bác. Khu vực chợ tự phát nha. Đó, khu đông dân cư. Thì khu vực này cũng đông dân cư này các bác. Xung quanh dân cư này, học sinh đi học này. Đó. Thì các bác quan tâm đến mảnh đất này liên hệ qua cho em nhá. Đi lại cũng rất là dễ dàng. View cao thoáng nữa. Đó. Rồi. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha.